Uh, alo ạ. Uh, các anh chị đã nhìn thấy màn hình và mình nghe được âm thanh chưa? Nếu các anh chị đã nghe rõ và nhìn thấy màn hình thì vui lòng lên ngờ, comment lên không chat giúp tôi để chúng ta kịp thời điều chỉnh về kỹ thuật anh chị nhé. Và để tiện cho việc uh, giao tiếp cũng như là để các bạn chuyên viên bên sàn kịp thời hỗ trợ cho các anh chị ấy, Thì uh, các anh chị mà mình đang để tên không đúng thì anh chị vui lòng để về cái tên thật của anh chị Để nếu như mà có gì liên quan đến kỹ thuật thì các bạn chuyên viên hỗ trợ còn kịp thời hỗ trợ cho các anh chị Ví dụ như là uh, các anh chị đang để là iPhone 11 đấy ạ Và mình để lại về cái tên thật giúp Helen nhé à uh, mình thấy anh bùi hùng chưa nghe được âm thanh thì uh, các bạn chuyên viên hỗ trợ cho anh bùi hùng vui lòng là uh, các bạn hỗ trợ cho anh hùng kết nối âm thanh Chúng ta sẽ chờ thêm khoảng 5 phút nữa để cho các anh chị khác, các anh chị sắp xếp vào tham dự lớp học. À, chắc là tại vào Zoom thì nhiều anh chị chưa kết nối được âm thanh cũng như là bắt tín hiệu chưa được tốt lắm. Chúng ta sẽ cố gắng chờ thêm khoảng 2-3 phút nữa nha để cho lớp học của chúng ta đông hơn. Rồi, hiện tại thì lớp của chúng ta đã đông hơn rồi và không biết là các anh chị mới tham gia các anh chị đã nghe rõ âm thanh chưa? Ở đây thì có một anh chị để tên là Galaxy S8 thì anh chị đổi về tên thật giúp Helen để có gì chúng ta giao tiếp với nhau dễ hơn cũng như là nếu như mà anh chị gặp trục trặc á, các bạn chuyên viên kỹ thuật sẽ kịp thời hỗ trợ cho các anh chị kết nối âm thanh cũng như là hình ảnh. Rồi. Uh, xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong uh, lớp học buổi tối ngày hôm nay của tôi. Thì lời đầu tiên thì cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe đến các anh chị và cảm ơn các anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự vào buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay. Đó. Thì uh, trước khi vào buổi học á uh, thì uh, xin phép giới thiệu đôi nét về bản thân, uh, giới thiệu với các anh chị thì tôi là Helen hoạt động ở trong lĩnh vực tài chính từ khoảng năm 2012 uh, 2013 đến nay. Đó và hiện tại thì đang tập trung chủ yếu ở trong cái thị trường chứng khoán quốc tế và uh, có chơi tự do cũng như là đang quản lý một cái quỹ đầu tư nho nhỏ. nhỏ. Đó, thì hôm nay cũng rất là vui được chia sẻ những cái kinh nghiệm đầu tư của mình đến với các anh chị nhà đầu tư và hy vọng là cái buổi chia sẻ của tôi ngày hôm nay thì sẽ giúp ích một cái phần nào đó cho các anh chị trong quá trình đầu tư sắp tới. Và để uh, tiếp theo thì cũng xin cảm ơn đơn vị tài trợ cho buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay đó là tập đoàn tài chính quốc tế dkj ạ thì à, để chiên cho các anh chị đang tham gia lớp học buổi tối ngày hôm nay thì DKJ có chuẩn bị những cái phần quà nho nhỏ gửi đến anh chị và cái phần quà đó là gì thì đến cuối buổi học tôi sẽ chia sẻ ha. Vậy nên là các anh chị chúng ta theo dõi từ đầu đến cuối để vừa là chúng ta nắm chắc được kiến thức cũng như là chúng ta đủ điều kiện để nhận được cái phần quà trong cái lớp học buổi tối ngày hôm nay. Đó và sau đây thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của buổi học ngày hôm nay đó là tâm lý giao dịch yếu tố sống còn của một trader. Nội dung của ngày chúng, của chúng ta ngày hôm nay thì bao gồm có 4 phần. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tác chiến lược DKJ. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng quan thị trường đầu tư chứng khoán phái sinh. Cái thứ ba đó là cái những cái yếu tố những cái hình thức tâm lý giao dịch và cái sức ảnh hưởng của nó đến kết quả giao dịch và cái thứ năm đó là những cái phương pháp để chúng ta quản trị tâm lý giao dịch một cách tốt nhất. Đối với đối tác chiến lược của chúng ta. Decaj là cái đơn vị tài chính cho đơn vị tài trợ chính cho lớp học của chúng ta ngày hôm nay. À, thì chúng ta nói sơ qua một chút về Decaj để các anh chị có thể nắm được một số thông tin về cái đơn vị môi giới này. À, và để các anh chị có thể tự tin hơn khi mà mình uh, mở tài khoản giao dịch ở tại sàn Decaj nhé. Thì Decaj thành lập vào năm 2017 à, và uh, là công ty trực thuộc tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, sở hữu những cái thương hiệu lớn như là uh, DecaBank Germany này và và cái trụ sở chính của DKJ thì nó được đặt tại Anh Quốc. Đó. À, sàn môi giới này thì được cấp phép bởi Ủy ban dịch vụ tài chính Saint Vincent and Grenadines hay gọi tắt là giấy phép FVG FSA đấy ạ. Đó. Và cấp phép vào năm 2018. Đấy và ờ uh, Degacy thì được thành lập để cung cấp một cái môi trường giao dịch tốt và ổn định nhất trên thế giới. Ở tại Việt Nam thì DKJ cũng có văn phòng hỗ trợ cho các anh chị ở tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đó. Thì ở đây các anh chị có thể quan sát uh, Helen có để cái hình giấy phép của DKJ các anh chị có thể thấy đây cái số giấy phép của nó là 24788 IBC 2018 à, và được cấp phép vào 29 tháng 5 năm 2018 đó rồi một cái nữa đó là các anh chị có thể uh, tham khảo đây là cái điểm số mà Decatroy được trang Wikifx họ chấm điểm với cái điểm số là 7.74 điểm đó đây là một cái điểm số cực kỳ cao và DKJ được xếp vào điều kiện giao dịch loại A. Đó. Thì nhiều anh chị sẽ thắc mắc FSA nó là cái gì, giấy phép FSA nó là cái gì? thì FSA nó là một cái cơ quan thuộc chính phủ và một cơ quan quản lý tài chính uh, tích hợp chịu trách nhiệm giám sát các ngân hàng này, uh, rồi là giám sát những cái tập đoàn môi giới về tài chính, về chứng khoán, về trao đổi bảo hiểm để đảm bảo cái sự ổn định của hệ thống tài chính. Đó. Rồi một cái nữa mà các anh chị cần quan tâm khi đầu tư. Đờ mở một cái tài khoản đầu tư ở tại DKJ đó là về cái vấn đề là nạp rút. Nạp rút nghĩa là cái cách mà anh chị nạp tiền vào trong cái tài khoản để giao dịch cũng như là cách anh chị rút tiền ra như thế nào. Thì ở đây DKJ đang kết nối với cái cổng ngân lượng.vn. À cái cổng này là cái cổng thanh toán quốc tế được cấp phép bởi ngân hàng nhà nước Việt Nam với cái số giấy phép đây ạ 22 GP ngân hàng nhà nước Việt Nam đó Đấy, thì cái đơn vị ngân lượng này á nó sẽ quản lý cái dòng tiền từ việt nam ra nước ngoài cũng như là dòng tiền từ nước ngoài về việt nam và nó sẽ đảm bảo trong sạch cho những cái dòng tiền ra vào quốc tế như vậy đó nên là nó sẽ chống lại những cái loại tội phạm rửa tiền nữa nên là các anh chị nào mà đầu tư theo có cái ý định rửa tiền thì mình sẽ không thể nạp tiền qua cái cổng ngân lượng này được ngân lượng này nó kiểm soát rất là chặt chẽ cái dòng tiền đi 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 về về trong nước và quốc tế ấy, anh chị nhá đó thì đó là cái cổng nạp tiền của DKJ là khi anh chị nạp tiền là mình sẽ nạp thông qua cái cổng này và khi mình rút tiền thì mình cũng sẽ rút thông qua cái cổng này được chưa rồi thì đó là uh, một số cái thông tin về cái đối tác chiến lược của chúng ta cái thứ hai đó là về cái uh, tổng quan thị trường chứng khoán thì uh, nói về đầu tư thì sẽ có rất là nhiều mảng để chúng ta đầu tư tuy nhiên để mà nói à đâu là cái kênh đầu tư tốt nhất hay là thuận tiện nhất dễ dàng tiếp cận nhất cũng như là phù hợp nhất với đại đa số uh, các anh chị thì uh, và nó cũng phải là phù hợp với cái bối cảnh kinh tế trong thời điểm hiện tại đi thì chúng ta chắc chắn phải nhắc đến là kênh đầu tư chứng khoán phái sinh đây là một cái thị trường tài chính cực kỳ là lớn và khi đầu tư vào cái kênh này á anh chị sẽ có ba nhóm sản phẩm chính để lựa chọn đầu tư đó là cái nhóm forex hàng hóa và cổ phiếu forex ở đây nó là cái gì Forex ở Việt Nam mình sẽ hay gọi là thị trường ngoại hối, thì nó là một cái thị trường kinh doanh tiền tệ. Các anh chị sẽ giao dịch những cái đồng ngoại tệ, ví dụ như là đồng đô la, euro, bảng anh, yên nhật, đô úc, canada. Đó, các anh chị sẽ giao dịch giá trị của những cái đồng tiền này. Đó. Và cái thị trường này nó là một cái thị trường giao dịch toàn cầu mở cửa 24 giờ một ngày và 5 ngày trên một tuần luôn. Đó. Và đây là một cái thị trường có vốn hóa lớn nhất thế giới. Nó lớn hơn rất là nhiều so với thị trường cổ phiếu và thị trường hàng hóa. Mỗi ngày thì người ta thống kê á, mỗi ngày là có tới hơn 6.000 tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày. Đó. Và điều này thì có nghĩa là giá của các cái cặp tiền nó sẽ liên tục biến động và nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận khi mà giao dịch đó đó là cái loại sản phẩm thứ nhất, cái loại sản phẩm thứ hai mà các anh chị có thể đầu tư ở trong cái thị trường này đó là hàng hóa, thì các loại hàng hóa được quan tâm đầu tư nhiều nhất ở trên thế giới đó là vàng và dầu. Ngoài ra thì thị trường hàng hóa của chúng ta sẽ còn có khá là nhiều những cái sản phẩm khác ví dụ như là bạc, khí đốt hoặc là nông sản. À, tuy nhiên thì được đầu tư thường xuyên nhất thì vẫn là vàng và dầu và ưu điểm của cái thị trường hàng hóa này thì cái thị trường nó khá là dễ nắm bắt được xu hướng bởi vì nó chủ yếu dựa vào cái quy luật cung cầu thôi tức là để nắm bắt xu hướng của vàng hay là của dầu trong tương lai nó tăng hay là nó giảm thì thường cái yếu tố nhiều nhất đó là yếu tố cung cầu nó tác động đến giá trị của hàng hóa và các anh chị đọc báo báo chí hàng ngày đọc tin tức hàng ngày thì chắc chắn anh chị sẽ nắm được kể cả anh chị chưa có kinh nghiệm về đầu tư thì anh chị cũng có thể phân tích được là cái sản phẩm này trong tương lai nó sẽ tăng hay là nó sẽ giảm như thế nào được chưa ạ và cái thứ hai nữa đó là sản phẩm về hàng hóa thì nó có khả năng đảm bảo tài sản khá là cao cụ thể ở đây nó chính là vàng anh chị uh, tự nhận thấy thôi ví dụ như vàng đi anh chị sẽ thấy là vàng nó đều nó tăng trưởng rất là đều đúng không vàng chỉ có tăng thôi ít khi mà thấy vàng giảm lắm nhưng mà tiền á, cái đồng tiền của chúng ta tiền tiền giấy tiền mặt của chúng ta ấy thì qua mỗi năm nó đều bị mất giá nó đều bị lạm phát à, và trong những cái uh, thời điểm mà chính trị không được tốt này hoặc là kinh tế xã hội không được tốt thì thường giá vàng tăng rất là cao bởi vì nó có cái khả năng giữ tài sản cho anh chị nó có khả năng đảm bảo tài sản cho anh chị đúng không? Uh, các anh chị nào mà ngày xưa á, À, các anh chị thuộc à, thế hệ à, 60, 70 bảy các anh chị đã trải qua những cái thay đổi về à, chế độ xã hội ở nước mình đấy thì các anh chị cũng biết là nếu như mà ngày xưa mà các gia đình giàu có mà họ giữ tiền thì họ bị mất tài sản rất là nhiều bởi vì khi mà đồng tiền nó cải cách thì nó thay đổi lại hoàn toàn giá trị à, ngược lại ở trong cái thời điểm đấy những nhà à, họ chữ vàng thì họ vẫn giữ được cái tài sản của gia đình họ à, cái sản phẩm vàng này là một cái sản phẩm mà nó giữ được cái giá trị rất là tốt à, rồi à, và cái giá cả của hàng hóa ấy, thì nó cũng thường biến động rất là nhiều ở trong phiên và sẽ tạo ra rất là nhiều cơ hội lướt sóng cho các nhà đầu cơ thì thường là những anh chị nào mà thích giao dịch lướt sóng thì cũng rất là thích đầu tư vào hàng hóa nhất là vàng và forex đó rồi đối với hàng hóa ở đây thì nó sẽ giao dịch là 23 giờ một ngày nó sẽ giao dịch uh, sẽ sẽ đóng cửa khoảng một tiếng vào khoảng 3 4 giờ sáng mỗi ngày đó. và cũng là giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu luôn này chị ạ rồi cái sản phẩm thứ ba mà các anh chị có thể đầu tư ở trong thị trường này đó là sản phẩm với cổ phiếu thì cổ phiếu nó là cái gì nghe cổ phiếu nhưng mà cái khái niệm chính xác của cổ phiếu thì nhiều anh chị không nắm được đúng không cổ phiếu ở đây ấy, nó là cái giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành và khi mà anh chị đầu tư uh, cổ phiếu nghĩa là anh chị đang giao dịch theo hình thức góp vốn đồng sở hữu đúng không? Bây giờ tôi lấy ví dụ nha, ờ, một công ty họ có cái vốn hóa công ty là 1.000 tỷ đi và họ phát hành ra 1.000 cổ phiếu thì họ sẽ lấy một nghìn tỷ đấy họ chia đều ra cho một nghìn cổ phiếu thì nó sẽ ra cái mệnh giá của một cổ phiếu là bao nhiêu và khi mà các anh chị mua một cổ phiếu nghĩa là anh chị đang góp từng đấy tiền vào cho công ty và công ty sẽ dùng tiền của anh chị để họ làm ăn đúng không ạ họ làm ăn và họ sẽ ra được cái lợi nhuận và sau đó thì hàng quý hoặc là hàng năm thì người ta sẽ chia lại cái phần cổ tức cho các anh chị và cổ tức là cái mà chắc chắn các anh chị sẽ nhận được khi mà đầu tư vào cổ phiếu đó rồi à, cái cổ tức ở đây để hiểu dễ hơn đó, nó giống như cái việc mà anh chị gửi tiền tiết kiệm ngân hàng và anh chị được nhận lãi vậy á đấy chị ạ khi mà anh chị gửi tiết kiệm ngân hàng nghĩa là anh chị cũng đang cho ngân hàng vay cái tiền của mình đúng không và anh chị sẽ được nhận lãi định kỳ thì khi mà anh chị mua cổ phiếu cũng thế anh chị cũng sẽ được nhận cổ tức định kỳ đấy và nó là cái phần mà chắc chắn 100% phần trăm anh chị sẽ nhận được khi mà mình tham gia đầu tư vào cổ phiếu rồi uh, nói là cổ phiếu quốc tế thì nghe có phải xe nghe nghe có vẻ xa lạ đúng không ạ nhưng mà thực tế là cổ phiếu của mỹ hay là cổ phiếu của châu âu thì những cái công ty hay là những cái tập đoàn này nó đều rất là nổi tiếng và có thể là những cái sản phẩm của nó thì anh chị có đang sử dụng hàng ngày luôn Ví dụ như là Facebook này Chắc chắn là anh chị biết Facebook, đúng không? Rồi uh, Apple, rồi uh, Google, rồi uh, Pepsi, Coca, Unilever Hoặc là của Đức thì có rất là nhiều những cái hãng xe hơi Ví dụ như là Daimler, BMW Rồi những cái hãng về dầu khí như Toto, ExxonMobil Đó, thì những cái sản phẩm đó thì ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều Anh chị sử dụng sản phẩm của nó rất là nhiều Chứ không hề có xa lạ gì hết Rồi, đối với sản phẩm cổ phiếu này á cái ưu điểm khi mà đầu tư vào cổ phiếu đó là nó khá là gần gũi và dễ tiếp cận và nhà đầu tư thì thường là sẽ được chủ động lựa chọn các cái ngành nghề hoặc là những cái doanh nghiệp mà anh chị muốn đồng hành bởi vì có rất là nhiều công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau được niêm yết trên thị trường à không phải là đối với hàng hóa thì anh chị chỉ có thể đầu tư vàng đầu tư dầu đầu tư bạc đối với cổ phiếu anh chị có thể đầu tư mọi ngành nghề và anh chị có thể lựa chọn bất kể ngành nghề nào mà anh chị thích bởi vì nó có rất là nhiều nhóm ngành ví dụ anh chị thích công nghệ đi anh chị thích hàng không đi anh chị thích uh, ngân hàng rồi anh chị thích uh, nhóm cổ phiếu hành tiêu dùng rồi thức ăn nhanh chẳng hạn đó nói chung là anh chị thích ngành nghề nào thì anh chị đầu tư vào ngành nghề đó và sẽ có rất là nhiều mã ngành để cho các anh chị lựa chọn đầu tư rồi cái tiếp theo nữa đó là cái sản phẩm này thì cái mức sinh lời nó khá là cao vì thường là những cái công ty được niêm yết lên sàn giao dịch ấy, nó đều có cái sức phát triển bền vững và tăng trưởng khá là mạnh và cái tiếp theo nữa cái ưu điểm nữa phải kể đến đó là cái sự thanh khoản của thị trường này, thanh khoản của thị trường này nó là T cộng không, nghĩa là anh chị sẽ được khớp lại ngay, khi anh chị mua, anh chị đặt lệnh mua, anh chị sẽ mua được ngay và anh chị đặt lệnh bán anh chị cũng sẽ bán được ngay, mình không có cần phải chờ đợi gì cả và nó nó dành cho cả forex cả hàng hóa cả cổ phiếu luôn, không riêng gì một thị trường nào. Để nói rõ hơn về cái thanh khoản để cho một số những anh chị mà không có học về tài chính kinh tế anh chị hiểu rõ hơn thanh khoản này. Bây giờ tôi lấy ví dụ nha tôi là ví dụ anh chị có một anh chị đầu tư bất động sản đi và anh chị có một miếng đất và bây giờ nếu như mà anh chị muốn bán muốn muốn bán cái miếng đất đó ra để anh chị sử dụng cái lấy cái nguồn vốn anh chị làm một cái việc gì đó đi chẳng hạn thì có phải anh chị muốn bán là anh chị bán ngay được không không đúng không ạ? Không thể bán ngay được. Các anh chị phải chờ có người mua lại cho mình mới bán được. Và uh, tôi nghĩ là cái 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 khoảng thời gian đấy nó cũng không nhanh đâu. Uh, cùng lắm là nhanh lắm là 10 ngày nửa tháng thì anh chị mới bán được, đúng không? Vậy thì trong cái trường hợp mà chúng ta đang cần gấp cái vòng vốn thì chúng ta làm thế như, như thế nào? Thì nó sẽ rất là khó. Đấy. Còn đối với cái thị trường này, chứng khoán của anh chị, anh chị muốn bán ra ngay lập tức anh chị bán được luôn được không ạ? Anh chỉ muốn thanh khoản ngay lập tức anh chị thanh khoản được luôn để mình xoay vòng vốn sang một cái sản phẩm khác hoặc là sang một cái kênh đầu tư khác. Đó nó sẽ rất là linh động cái nguồn vốn cho anh chị. Đấy. Rồi. Cái tiếp theo đó là về cái hình thức đầu tư của cái thị trường này. Thì uh, thị trường này nó có một cái tên gọi đó là thị trường đầu tư phái sinh. Nghĩa là nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận trên hai đầu đầu tăng và đầu giảm của thị trường thì ở đây với cái con với cái linh vật là con trâu ạ thì nó biểu tượng cho biểu tượng cho cái thị trường tăng hay người ta còn gọi là thị trường bullish nghĩa là nhà đầu tư sẽ thực hiện cái lệnh buy à, buy là mua vào ở giá thấp rồi đợi tăng trưởng trong tương lai để chúng ta chốt lời. Và với cái thị trường con gấu hay là thị trường bearish nó gọi là thị trường giảm điểm thì nhà đầu tư sẽ đặt nút lệnh sell và nó sẽ tương đương với việc là anh chị bán khống một cái sản phẩm nào đó ở mức giá trên cao trước và sau đó chúng ta sẽ đợi cái sản phẩm đó giảm giá trong tương lai để chúng ta chốt lời. Đấy. Và chúng ta sẽ đầu tư ở trên cái nền tảng giao dịch MT4 à à tên đúng của nó là MetaTrader4 ở mình Việt Nam mình thì mình hay gọi tắt là MT4 thôi đó và cái phần mềm này nó được phát hành và phát triển bởi công ty MetaQuotes Software đây là một cái công ty phần mềm của liên bang nga và cái phần mềm này nó được phát hành vào năm 2005 được chưa và công ty này nó là một cái bên thứ ba hoàn toàn độc lập À, nó phát hành ra cái nền tảng giao dịch này để cung cấp cho toàn bộ những cái sàn môi giới chính quy sử dụng còn những cái sàn môi giới mà không chính quy nha thì có thể là họ sẽ tự viết ra phần mềm giao dịch chứ họ không giao dịch ở trên MT4 vậy nên là khi mà anh chị tìm hiểu về đầu tư á các chị cũng nên quan tâm đến cái nền tảng giao dịch mà cái sàn đó đang sử dụng được chưa ạ nếu họ sử dụng một nền tảng giao dịch mà do do sàn hay do công ty tự viết ra thì các anh chị cũng nên là uh, cân nhắc về cái vấn đề rủi ro được chưa để để mình giảm thiểu những cái mình tránh được những cái rủi ro không đáng có. Rồi thông qua MT4 thì các anh chị có thể xem được giá và biểu đồ phát trực tiếp và chúng ta cũng sẽ đặt lệnh uh, mua bán ở trong cái phần mềm này ha à, và mình cũng sẽ quản lý cái tài khoản của mình. Anh chị sẽ sẽ chủ động là người quản lý cái tài khoản của mình, được chưa ạ? thì đó là về sơ bộ về cái kênh đầu tư phái sinh mà chúng ta đang hướng tới rồi sau đây chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của bài ngày hôm nay đó là cái tâm lý giao dịch là cái gì cái sức ảnh hưởng của nó ra sao cũng như là những cái phương pháp để chúng ta quản trị về cái tâm lý giao dịch tâm lý giao dịch ấy, thì cái khái niệm tâm lý giao dịch nó là được xem là những cái yếu tố tác động đến cảm xúc đến quyết định của các nhà giao dịch khi mà chúng ta chuẩn bị thực hiện một cái giao dịch hay là chúng ta đang nắm giữ một cái vị thế nào đó và tâm lý giao dịch thì đôi khi khiến các nhà giao dịch đưa ra những cái quyết định không chuẩn xác cảm tính hoặc là nóng vội hoặc là chậm trễ và thành công ở trên thị trường đầu tư ngoại hối hay là đầu tư chứng khoán thì nó uh, có phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống giao dịch chiến lược vào uh, hệ thống giao dịch hay là chiến lược giao dịch mà bạn sử dụng không à, câu trả lời là không ạ thực tế là nó phụ thuộc chủ yếu vào tư duy của bạn cũng như là cách mà các anh chị suy nghĩ và phản ứng với thị trường hay gọi chính xác nó là cái cảm xúc giao dịch và uh, các anh chị có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao các cái công ty hoặc là những cái tổ chức tài chính lớn đó, họ có rất là nhiều tiền đúng không họ có cả tỷ đô la tại sao họ lại không mua những cái hệ thống giao dịch hay là những cái EA hay là những cái robot mà họ lại giao dịch uh, dựa trên con người à, thì cái tôi muốn nói với các bạn ở đây một cái sự thật đó là có một hệ thống và một cái chiến lược giao dịch là quan trọng nhưng đó chỉ là một phần của quá trình đầu tư thôi phần lớn việc chiến thắng hay là không thì nó sẽ do cách mà các anh chị quản lý giao dịch và quản lý cái cảm xúc của anh chị một cách chính xác đó thì những cái ảnh hưởng những cái cảm xúc tâm lý có ảnh hưởng lớn tới cái kết quả giao dịch à, đầu tiên thì phải kể đến đó là uh, tham lam thì không biết là xin hỏi tất cả các anh chị ở đây đã bao giờ có chị tham gia giao dịch và khi cái lệnh mà anh chị đang giao dịch đó nó đã đạt được lợi nhuận rồi, đã đạt được lợi nhuận đề ra rồi mà các anh chị không chốt không ạ? Xin hỏi tất cả các anh chị đã từng đầu tư là có khi nào các anh chị giao dịch và các anh chị đặt một cái lệnh và cái lệnh đó nó đã đạt được cái mức lợi nhuận mà anh chị đề ra rồi nhưng mà anh chị vẫn muốn là nó tăng tiếp và anh chị không chốt không ạ? Các anh chị có thể comment lên khung chat để chúng ta giao lưu với nhau nhé. Rồi, à, có khá là nhiều anh chị có câu trả lời là có Nghĩa là khi các anh chị đã đặt ra một cái mức target lợi nhuận rồi Nhưng mà khi mà nó đã đạt được được đến cái mức lợi nhuận như vậy ấy, thì không chốt mà có cái xu hướng đó là để thêm để xem là kiếm thêm được chút nào thì kiếm đấy à, chính là cái tâm lý tham lam. À, thì có một cái câu nói mà các anh chị đã từng nghe qua liên quan đến giao dịch trên thị trường à, à, với những cái linh vật tượng trưng đó là bò kiếm tiền, gấu kiếm tiền và lợn bị giết thịt. câu nói này có nghĩa là nếu anh chị là một con lợn tham lam ở trên thị trường thì gần như chắc chắn là anh chị sẽ mất tiền. được chưa ạ? nếu anh chị là một người tham lam ở trên thị trường này thì gần như chắc chắn là anh chị sẽ mất tiền. các nhà giao dịch rất là tham lam khi mà họ không chốt lời bởi vì họ nghĩ rằng là một cái giao dịch sẽ mãi mãi đi theo cái hướng có lời cho họ đúng không tâm lý của bất kể ai cũng thế kể cả Helen khi ngày ngày xưa Helen mới chập chững bước chân vào thị trường cũng thế à, thì mình cũng rất là hiểu tâm lý của anh chị nên là ngày hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái xương kinh nghiệm xương máu mà mình đã trải qua để các anh chị hạn chế được một cái phần uh, rủi ro không đáng có đó và Uh, một cái điều khác mà các nhà giao dịch tham lam làm ấy là nhồi thêm lệnh đơn giản là khi thị trường đã di chuyển theo hướng có lợi cho họ thì thì họ thường có cái xu hướng đó là họ sẽ thêm lệnh thêm lệnh thêm lệnh được chưa uh, và các anh chị có thể thêm vào các cái giao dịch của mình nếu như anh chị có phân tích được điểm vào lệnh hợp lý đấy chưa uh, tôi không nói nhồi thêm lệnh là sai nhưng các anh chị phải phân tích được điểm vào lệnh hợp lý và anh chị có tính toán rủi ro không vượt quá cái giới hạn cho phép còn nếu như mà à, các anh chị làm vậy chỉ vì cái thị trường nó đã di chuyển theo cái hướng có lợi hơn một chút và thường là hành động xuất phát từ lòng tham ấy thì thường thì rõ ràng là các anh chị đã quá là mạo hiểm khi mà anh chị đầu tư như vậy Đó. và cái vấn đề cần lưu ý ở đây là các anh chị cần hết sức cẩn thận với cái lòng tham vì nó có thể nhanh chóng phá hủy tài khoản giao dịch của anh chị Đó. rồi cái Ờ, ảnh hưởng à cái 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 trạng thái tâm lý thứ hai đó là trạng thái sợ hãi thì uh, các nhà giao dịch sẽ trở nên sợ hãi khi mà tham gia thị trường, khi mà mới bắt đầu giao dịch và chưa nắm vững một cái chiến lược giao dịch hiệu quả. À, thì thường là những nhà tâm những nhà đầu tư mới thì thường tâm lý sẽ không đủ vững và sẽ rất là hay sợ. Rồi thêm một cái nữa đó là có thể nảy sinh sau khi mà cái anh chị gặp phải một cái loạt giao dịch thua lỗ đấy chẳng hạn, à, hoặc là sau khi chịu một cái khoản lỗ lớn hơn những cái gì mà anh chị có thể chịu đựng được về mặt cảm xúc thì thường anh chị cũng sẽ có cái trạng thái sợ hãi. À, rồi để chinh phục cái nỗi sợ hãi thì trường ấy thì trước hết các anh chị phải đảm bảo rằng là chúng ta không bao giờ mạo hiểm về cái số tiền nhiều hơn mức mà các anh chị hoàn toàn có thể chấp nhận thua trong một giao dịch được chưa ạ các anh chị không nên uh mạo hiểm quá cái số tiền mà mình có thể chấp nhận thua lỗ đấy và nếu như mà các anh chị hoàn toàn đồng ý với việc mất một cái số tiền mà anh chị có thể chấp nhận cho cái việc rủi ro đi thì không có lý do gì phải sợ đó sợ hãi có thể là một cái cảm xúc rất là hạn chế đối với các đối với một nhà giao dịch vì nó có thể khiến cho các anh chị bỏ lỡ những cái cơ hội giao dịch tốt rồi à cái yếu tố thứ ba à, cái trạng thái tâm lý thứ ba đó là cay cú à, muốn trả thù cái này cũng gặp rất là nhiều à, các nhà giao dịch trải qua cái cảm giác muốn trả thù trên thị trường này ấy khi mà họ chịu một cái giao dịch thua lỗ mà à, trong thâm tâm họ chắc chắn rằng cái lệnh này sẽ thành công nhưng mà cái cái cuối cùng thì nó lại thua lỗ thì thường là sẽ sinh ra cái trạng thái rất là cay cú và cái điều quan trọng ở đây là không có điều gì là chắc chắn trong giao dịch cả đó, không bao giờ đúng không ạ ngoài ra nếu mà anh chị đã mạo hiểm quá nhiều tiền vào một giao dịch và cuối cùng bạn bị anh chị bị mất cái số tiền đó đi thì có nhiều khả năng là các anh chị sẽ muốn quay lại thị trường để chúng ta kiếm lại cái số tiền đã mất thật nhanh chóng mà thường là khi mà chúng ta mang một cái tâm thế như vậy khi mà đầu tư thì sẽ chỉ dẫn đến một cái khoản thô lỗ khác mà thôi mà đôi khi nó còn lớn hơn nữa đó, vì lúc này chúng ta đang bị cảm xúc nó lấn át quá nhiều rồi đúng không ạ và cái trạng thái tâm lý thứ tư đó là cái sự hưng phấn à, mặc dù là uh, cảm thấy hưng phấn thường là một điều tốt đúng không ạ chỉ khi là chúng ta giao dịch có lợi nhuận nhiều thì chúng ta mới hưng phấn thôi nhưng mà nó thực tế thì nó cũng có thể gây ra rất là nhiều thiệt hại cho tài khoản của nhà giao dịch sau khi mà các anh chị đạt được một hoặc là một chuỗi các cái giao dịch thắng liên tiếp đó thì khi mà như vậy các nhà đầu tư các nhà giao dịch có thể trở nên quá tự tin sau khi mà họ thắng một cái vài một vài giao dịch ở trên thị trường vì uh, lý do này thì uh, hầu hết các nhà giao dịch đều trải qua cái giai đoạn thua lỗ khá là lớn uh, sau khi mà họ thắng những cái uh, lệnh liên tiếp ở trên thị trường và cái việc mà chúng ta quay trở lại thị trường ngay sau khi thiết lập giao dịch hoàn hảo hoặc là sau khi mà các anh chị đạt được một cái chuỗi giao dịch thắng liên tiếp là điều cực kỳ hấp dẫn và anh chị cần phải uh, phân biệt rõ sự tự tin trong giao dịch và sự hưng phấn thái quá sau những cái lần thắng liên tiếp, được chưa ạ? Và nhiều nhà giao dịch ấy thì bắt đầu giao dịch theo cảm xúc và thua lỗ sau khi mà họ đạt được một cái chuỗi thắng liên tiếp. Lý do điều này xảy ra là bởi vì họ cảm thấy quá là tự tin, quá là hưng phấn và quên đi cái sự nguy hiểm thực sự của thị trường và bất kỳ giao dịch nào cũng có thể dẫn tới thua lỗ. Và cái điều quan trọng cần nhớ ở đây là giao dịch là một cái cuộc chiến dài hạn, đúng không ạ? Các anh chị sẽ kiếm được tiền trong dài hạn nếu các anh chị tuân theo cái lợi thế giao dịch của mình một cách kỷ luật và không có cái điều gì là chắc chắn ở trong thị trường này cảm xúc thái quá sẽ là kẻ thù của một trader các anh chị nhớ cho tôi ngoài cổ tức là cái chắc chắn duy nhất các anh chị nhận được ở trong thị trường này thì không có cái gì là chắc chắn cả vậy nên là kể cả khi anh chị đang vào một cái chuỗi lệnh thắng liên tiếp thì cũng đừng chủ quan đấy chưa cũng đừng chủ quan mà chúng ta hãy giao dịch một cách có kỷ luật À, chúng ta sẽ biết được uh, những cái ảnh hưởng của tâm lý đến kết quả giao và khi mà chúng ta biết được những cái ảnh hưởng của tâm lý đến kết quả giao dịch như thế nào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ uh, tìm hiểu những cái phương pháp để chúng ta quản trị được cái tâm lý trong giao dịch và chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro không đáng có chúng ta sẽ sang nội dung thứ tư đó là phương pháp quản trị tâm lý giao dịch. À, việc tạo lập, việc tạo lập và duy trì tư duy giao dịch hiệu quả, nó là kết quả của việc làm nhiều điều đúng đắn và thường phải có một cái nỗ lực, có ý thức thay mặt nhà giao dịch để thực hiện cái điều này. Và nếu các anh chị muốn phát triển tư duy giao dịch hiệu quả, các anh chị phải chấp nhận một số thực tế nhất định về giao dịch và sau đó giao dịch thị trường mới với những cái thực tế này, đó là đầu tiên các anh chị cần phải biết chiến lược giao dịch hay là cái lợi thế giao dịch của mình là gì và chúng ta cần phải nắm vững nó rồi ở đây có một câu nói là hãy trở thành một tay súng bán tỉa trên thị trường thay vì là một tay súng máy rồi à, các anh chị xem phim hành động chúng ta sẽ thấy những cái cảnh bắn nhau đúng không? chúng ta sẽ 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 thấy ngay cái sự khác nhau giữa một tay bắn tỉa và một tay súng máy. À, súng máy thì thường là sẽ cố gắng xả nhiều đạn nhất có thể, có bao nhiêu đạn dược vốn liếng là tung hết ra, đúng không? viên nào trúng thì trúng, viên nào chật thì chật. đó, ngược lại một tay bắn tỉa, anh ta sẽ ngắm rất là kỹ, ngắm rất là kỹ vào mục tiêu và anh ta sẽ chờ đợi thời cơ rồi mới bóp cò và chỉ cần tiêu tốn một viên đạn thôi. À, điều này liên quan đến việc là uh, biết chiến lược giao dịch của anh chị từ trong ra ngoài và hiểu nó và nắm vững nó và biến nó thành cái sự tự tin của anh chị thì đến lúc cái cơ hội đến anh chị chỉ việc nắm và bán thôi đấy nếu các anh chị có lợi thế về lướt sóng lợi thế về thời gian thì hãy dành phần lớn vốn và thời gian của mình cho giao dịch lướt sóng hoặc nếu anh chị uh, chiến lược của anh chị là dài hạn thì hãy dành phần lớn vốn của anh chị cho các mã dài hạn Đấy không? đó, đó là cái yếu tố thứ nhất, à, đó là cái phương pháp thứ nhất. rồi phương pháp thứ hai đó là chúng ta cần phải luôn quản lý rủi ro của mình một cách hợp lý. nếu các anh chị không kiểm soát rủi ro trong uh, của mình trong mọi giao dịch ấy, thì các anh chị sẽ bắt đầu vấp phải việc giao dịch theo cảm xúc, có thể rất khó để giữ cho anh chị không bị ngã trên thị trường. À khi mà mình đã giao dịch theo cảm xúc rồi thì rất khó không bị ngã hoặc là thậm chí khi mà mình nhận ra rằng là à chúng ta đang giao dịch theo cảm xúc ngay từ đầu đi thì anh chị có thể loại bỏ phần lớn khả năng trở thành một nhà giao dịch quá cảm tính bằng cách là chúng ta chỉ mạo hiểm một số tiền nhất định cho mỗi giao dịch mà các anh chị hoàn toàn có thể mà là mình chấp nhận mình sẽ thua lỗ mất cái số tiền đó Nếu chưa ạ các anh chị phải luôn nhận thức được là à anh chị có thể có khả năng mất bằng này tiền cho bằng này cho cái giao dịch này và để quản trị rủi ro thì chúng ta phải phân tích kỹ trước khi vào lệnh. Với những cái anh chị đã có kinh nghiệm thì thường là cái thời gian phân tích thị trường và những cái thông tin thì việc phân tích này có thể là ngắn hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên thì vẫn phải luôn đảm bảo được cái sự bình tĩnh và kỹ lưỡng khi vào lệnh. Và chúng ta bắt buộc phải có chiến lược cụ thể bao gồm 3 điểm thì chúng ta mới vào lệnh, đó là điểm vào này, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ. Và chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối chốt lời cắt lỗ không được phép lướt sóng ngược. Được ạ ở trên chúng ta đã phân tích được là à, cái điểm này rồi đúng không chúng ta phân tích được là cái điểm này chúng ta sẽ vào rồi vậy thì khi mà chúng ta đã ra được một cái kế hoạch như vậy rồi thì mình phải tuyệt đối tuân theo là mức chốt lời là bao nhiêu phần trăm thì khi đạt được bằng đấy phần trăm chúng ta cắt đúng không ạ chúng ta không tham lam chúng ta không để cái lệnh chạy tiếp hoặc khi đã lỗ bằng này phần trăm rồi chúng ta cũng cắt nha tuyệt đối là không tiếc không tiếc nuối mà để cho nó bị lỗ quá sâu và cái thời gian để chúng ta giữ một cái vị thế là bao lâu thì chúng ta sẽ tuân thủ tuyệt đối theo cái kế hoạch của chúng ta không nên để cho cảm xúc chi phối việc vào lệnh hoặc là chốt lời hoặc là cắt lỗ khi giao dịch đó rồi khi mà không xác định được xu hướng ấy hoặc là không có điểm vào thì chúng ta phải đứng ngoài thị trường tuyệt đối là không nôn nóng đấy chứ ạ bởi vì chiến thắng ở trên thị trường tài chính nó không phải là ngày một ngày hai nó là cả một cái quá trình và chúng ta còn rất là nhiều những cái cơ hội phía trước đấy, hãy quan sát phân tích và chúng ta chờ đợi những cái cơ hội tiếp theo à. rồi cái phương pháp thứ ba đó là chúng ta không giao dịch quá mức à, hầu hết các trader ấy thì thường bị rơi vào trạng thái là overtrade nghĩa là giao dịch quá mức dẫn đến thua lỗ và một khi mà các anh chị bắt đầu giao dịch chỉ vì mình cảm thấy là à mình thích cái sản phẩm này hoặc là mình cảm thấy là hình như là mình đã nhìn thấy cái lợi thế giao dịch của mình rồi à, và anh chị bắt đầu một giao dịch theo cảm xúc thì có sẽ, sẽ rất là khó để dừng lại và đừng over trade nếu như mà các anh chị không muốn mình là một nhà giao dịch theo cảm xúc đấy và để kiểm soát cái việc giao dịch quá mức này thì đầu tiên đó là các anh chị không được phép chủ quan coi thường thị trường được chưa? Đầu tiên là không được chủ quan coi thường thị trường. Thì cái tâm lý chủ yếu á cái tâm lý chủ quan ấy nó là cái yếu tố dễ làm các trader thất bại khi đầu tư hãy nhớ rằng là cái thị trường luôn đúng và đừng bao giờ chơi trò may rủi khi mà bản thân mình không có đủ kiến thức kiến thức và bản lĩnh nhá các anh chị cũng đừng bao giờ tự tin rằng là à mình đã đủ kinh nghiệm đủ kiến thức bởi vì lúc nào cũng có những cái rủi ro nhất định cả nha cái thị trường đầu tư lúc nào nó cũng tiềm tàng rủi ro cả không ai bảo là tôi đầu tư và tôi tôi, tôi, tôi tự tin một trăm phần trăm là tôi có đủ kiến thức để tôi thắng ở trong thị trường này bất kể một kênh đầu tư nào cũng thế đúng không anh chị kể cả là anh chị có đầu tư bất động sản đi anh chị cũng không thể nào mà mình một trăm phần trăm là mình chắc chắn là mình đầu tư vào cái miếng này mình có lời à, hay là cái bây giờ anh chị bỏ tiền anh chị mở một nhà hàng một quán ăn đi có ai dám chắc chắn là, là là anh chị bán được hàng không có ai chắc chắn là tôi sẽ bán được hàng có ai chắc chắn là quán của tôi sẽ uh, đông khách và không bao giờ bị lỗ không không đúng không ạ không có cái chuyện chắc chắn đó đó và um, Uh, các anh chị hãy chú ý chúng ta kiên nhẫn và chúng ta kiểm tra thật kỹ trước khi mà chúng ta vào một cái lệnh nào đó và mình không được chủ quan đó rồi cái tiếp theo đó là chúng ta phải giữ một cái trạng thái cân bằng tâm lý tỉnh táo và không hoang mang hoảng hốt trước thị trường khi mà tâm trạng thoải mái thì chúng ta mới được phép vào lệnh các anh chị tuyệt đối là khi mà tâm trạng của anh chị không ổn định thì chúng ta không được vào lệnh anh chị nhé kể cả là đang phấn khích hay là đang buồn hay là tức giận hay là nói chung là những cái trạng thái mà quá khích thì chúng ta không nên uh, vào một cái lệnh nào đó. đó, tuyệt đối là tránh vào lệnh những cái lúc này anh chị nhé, đó. Rồi tiếp theo đó là chúng ta phải tuyệt đối 100% phần trăm không vào lệnh trong trạng thái có chất kích thích, để chị ạ, đã sử dụng rượu bia và uh, thấy là hơi phê phê rồi đó là cũng không vào lệnh nha. Uh, thường là Helen uh, Helen có mấy anh bạn rất hay là say xỉn là bắt đầu vào lệnh và cuối cùng là mất trắng bởi vì khi mà say á, thì thường là um, đầu tư nó rất là cảm tính thích là vào và không thích là không vào cũng như là đặt những cái khối lượng rất là lớn không có quan tâm đến cái khả năng uh, vốn của mình như thế nào đó, và khi mà thị trường nó biến động ngược một cái thì uh, nguy cơ rủi ro rất là cao đó nên là cái chị phải tuyệt đối tuân thủ cái điều này Đấy rồi chúng ta phải biết điểm dừng và kiểm soát bản thân À, hiện tượng không biết điểm dừng gặp phải rất là nhiều ở những cái nhà đầu tư lướt sóng kỷ luật nó là mấu chốt để thành công ở trong cái thị trường và lòng tham nó sẽ là nguyên nhân cơ bản của mọi thất bại được chưa ạ mỗi người sẽ đặt ra cho mình một cái target bản thân khác nhau nên là khi mà chúng ta đã có lợi nhuận đủ hoặc là gần đủ thì chúng ta cần phải chốt lợi nhuận chúng ta không nên quá tham lam hoặc là có ý định đầu tư dựa trên cái sự may mắn của bản thân tuyệt đối là không đầu tư dựa trên may mắn hên xui may rủi nhé. đó à. Rồi, phương pháp thứ tư đó là à, các bạn, các anh chị cần phải trở thành một nhà giao dịch có kế hoạch, thấy chưa ạ? Anh chị phải có một cái kế hoạch giao dịch và một cái nhật ký giao dịch và à, phải thực sự sử dụng cả hai một cách nhất quán. Đấy. Các anh chị cần nghĩ về giao dịch chứng khoán giống như là một công việc kinh doanh nghiêm túc thay vì giống như là một chuyến đi đến sòng bạc. Đừng bao giờ dùng từ chơi chứng khoán được chưa? Chúng ta đang đầu tư và các anh chị phải hoàn toàn nghiêm túc với cái công việc này thì các anh chị mới có thành công. Còn nếu như các anh chị mang một cái tâm thế rằng là chúng ta chơi, chúng ta hên xui may rủi thì không bao giờ anh chị thành công được. Và chúng ta hãy bình tĩnh tính toán trong tất cả các cái tương tác của anh chị với thị trường thì anh chị sẽ ngăn chặn được cái việc giao dịch theo cảm xúc. Đấy, rồi để chúng ta phải xác định được cái chiến lược về thời gian đầu tư ví dụ như là anh chị đầu tư ngắn hạn trung hạn hay là dài hạn và để xác định cái này thì các anh chị sẽ phụ thuộc về cái mặt thời gian của mình ví dụ anh chị có cái quỹ thời gian nhiều thì anh chị có thể đầu tư um ngắn hạn còn nếu mà anh chị có quý thời gian hạn hẹp thì mình có thể đầu tư vào những cái mã dài hạn để mình không cần phải theo dõi nó thường xuyên đó rồi chúng ta sẽ dựa uh, viết ra một cái kế hoạch giao dịch dựa vào cái nguồn vốn này dựa vào cái tính cách của mỗi người để chúng ta lên một cái kế hoạch giao dịch phù hợp với bản thân đấy chưa ạ rồi để có một cái tâm lý giao dịch tốt ấy, thì nhà giao dịch nên xây dựng được một cái kế hoạch giao dịch chặt chẽ và phải Tuân thủ nó tuyệt đối kế hoạch giao dịch bao gồm các điểm dừng lỗ điểm chốt lời tỷ lệ rủi ro lợi nhuận rồi các cái quy tắc quản lý vốn và khi mà chúng ta đã cụ thể hóa và xây dựng thành một cái kế hoạch giao dịch ấy, thì uh, cái chị sẽ hạn chế được việc giao dịch theo cảm tính ha? và bên cạnh đó thì việc tập cái thói quen thường xuyên ghi chú và xem lại cái nhật ký giao dịch của mình thì cũng là một cái cách thức để giúp các anh chị phát hiện ra các cái lỗi tâm lý giao dịch của mình để chúng ta có những cái biện pháp kịp thời chúng ta khắc phục và trước khi cái lỗi tâm lý giao dịch biến thành những cái thói quen xấu ảnh hưởng lớn đến cái công việc giao dịch của các nhà đầu tư ạ? Đó, thế đó là bốn cái phương pháp quản trị tâm lý giao dịch hay là nhắc lại một lần bốn phương pháp quản trị tâm lý giao dịch các anh chị cần phải nằm lòng Thứ nhất đó là các anh chị cần phải biết được chiến lược giao dịch hoặc là cái lợi thế giao dịch của mình là gì và chúng ta phải tuân thủ và nắm vững nó. Cái thứ hai, đó là các anh chị phải luôn quản lý rủi ro của mình một cách hợp lý. Cái thứ ba, đó là các anh chị cần phải cần không được giao dịch quá mức nha, tức là không được over trade. Và cái thứ tư, đó là các anh chị cần phải trở thành một nhà giao dịch có kế hoạch và có một cái nhật ký giao dịch được chưa? rồi um, đó là về uh, như vậy là chúng ta đã đi xong về những cái yếu tố tâm lý tác động đến đầu tư cũng như là những cái phương pháp quản trị tâm lý giao dịch rồi sau đây thì Helen cũng sẽ có một vài cái khuyến nghị đầu tư cho các anh chị trong cái thời điểm sắp tới thì uh, hiện tại thì Helen đã đi xong về phần nội dung rồi nên là những cái anh chị các anh chị có thắc mắc gì hoặc là anh chị có câu hỏi gì thì chúng ta có thể thoải mái comment lên khung chat để chúng ta trò chuyện với nhau nhé Rồi. thì cái thương vụ đầu tiên ở đây á mà mình muốn chia sẻ đến các anh chị đó là đầu tư vào tập đoàn Smithland Đây là mà mình gọi tắt là GSK đi cho dễ được chưa ạ? Đó. Thì công ty này sẽ chia cổ tức vào ngày 18 tháng 11 với cái mức là 0,19 bảng và cái tỷ suất lợi nhuận của nó lên đến 24%. Ha. À, công ty này thì nó là một cái công ty dược phẩm của Anh Quốc và có trụ sở chính ở tại London, thành lập vào năm 2000 qua sự sát nhập của Glaxo welcome và Glenn become Nó và GSK nó là một cái doanh nghiệp phân phối những cái sản phẩm uh, về uh, y dược lớn nhất ở trên thế giới và công ty này thì sẽ tiến hành chi trả cổ tức vào ngày 18 tháng 11 với mức chia là 0,19 bạc như hồi nãy mình có nói cho một cổ phiếu Đó, và cái tỷ suất lợi nhuận từ cổ tức của nó là lên đến 24% và đây là cái khoản lợi nhuận mà các anh chị đầu tư sẽ chắc chắn nhận được khi mà mình nắm giữ cổ phiếu của công ty này trước ngày 18 ngày 18 tháng 11 là nó rơi vào um, thứ năm tuần này đúng không ạ hôm nay là ngày 15 nghĩa là các anh chị sẽ chỉ còn khoảng 3 phiên phiên ngày nay ngày mai ngày mốt để mình đầu tư để mình mua cổ phiếu này thôi bởi vì ngày 18 là nó đã chia rồi đó thì cái tiềm năng của công ty này rất là lớn cái danh mục dược phẩm của cái công ty này rất là rộng nó bao gồm các loại thuốc Ờ, trong uh, về chữa bệnh hô hấp này HIV rồi viêm miễn dịch và ung thư à, và cái ngành kinh doanh vaccine của GSK thì nó có hơn 20 loại vaccine để giúp bảo vệ mọi người khỏi nhiều loại bệnh trong suốt cuộc đời luôn tức là vaccine của GSK nó dành cho từ uh, mới cho trẻ sơ sinh cho đến người lớn luôn à, và Ờ, họ sản xuất vaccine đậu mùa từ năm 1882 sau đó là sản xuất vaccine uh, bệnh ở phế cầu khuẩn bệnh viêm màng não rồi viêm gan rồi virus đó, và GSK thì đang cung cấp các sản phẩm này cho hơn 160 quốc gia trong đó có Việt Nam đây như chị có thể thấy là một cái sản phẩm tiêu biểu nhất mà của GSK đây là sản phẩm Panadol cái này thì chắc chắn là ai cũng biết rồi đúng không Panadol chính là cái uh, sản phẩm của công ty này đó, và nó đang phân phối tại Việt Nam thì cái doanh thu từ cái Panadol này nó lớn như thế nào thì chắc các anh chị cũng biết đúng không ạ Rồi uh, tiếp theo uh, chia sẻ một chút về cái tiềm năng của công ty này đây là về cái báo cáo tài chính quý 3 của GSK đó, có tổng thu nhập nó cao hơn, tổng thu nhập cao hơn so với những cái quý trước Và đây là mục tiêu giá của GSK Mục tiêu giá trung bình của, của mã này là 16 bảng, 16,07 bảng Và mục tiêu lớn hơn là 20 bảng à, Helen sẽ chia sẻ cho anh chị xem cái á, biểu đồ của uh, mã cổ phiếu này Để anh chị có thể tự tin hơn khi mà mình giao dịch à, Mã của nó các anh chị muốn theo dõi giá cả của sản phẩm á, các anh chị uh, lên trang web là trang web investing.com được chưa? Hả? và chúng ta muốn xem xét cái sản phẩm nào thì chúng ta vào đây để chúng ta xem. Uh, đây là sản phẩm của London của Anh, nghĩa là nó sẽ rơi vào cái phiên giao dịch là của châu Âu. Uh, và phiên giao dịch của châu Âu thì nó sẽ bắt đầu vào lúc um, 3 giờ chiều cho đến uh, 24 giờ tối được chưa? 3 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm. Rồi đây, giá hiện tại của con này nó đang có giá là 15,85 bảng. Các anh chị thấy ở đây nó ghi là 1585 thì nó là 1585 pound được chưa? Nó là cái đồng nhỏ của đồng bảng. thì mình quy gọn lại nó là 15 bảng cho dễ. Ở đây thì uh, mình có nhận được uh, một chia sẻ đó là uh, anh là F0 trong thời gian cách ly dùng thuốc Panadol quá trời là đúng rồi. À, Helen thì chưa, Helen thì không có bị à, mắc covid nhưng mà bạn bạn bè rồi người thân thì bị rất là nhiều và trong những cái toa thuốc khi mà sử dụng để để uống khi mà bị nhiễm bệnh ấy thì đều có Panadol hết. À, có khi sử dụng còn nhiều hơn vaccine nữa. Vaccine là một chuyện đúng không? Nhưng mà khi mà nhiễm rồi thì chúng ta phải chữa thôi. Đó, và mình thấy rất là nhiều trong cái toa thuốc để chữa thì có rất là nhiều thuốc của Panadol. Rồi, đây chúng ta có thể xem cái um, bản đồ, cái biểu đồ của uh, mã cổ phiếu GSK. Các anh chị có thể xem là công ty này đã từng... Uh, đây là khoảng tháng 3 năm 2020 được chưa? Và trước dịch thì công ty này đã đạt tới mức giá là 18 bảng và hiện tại thì nó đang trên cái đà phục hồi ha, đang trên cái đà phục hồi hiện tại thì nó đang là 15 15,83 và cái mục tiêu giá trong tương lai thì nó là 18 và mục tiêu cao hơn nữa là 20 vậy nên là con này thì anh chị hoàn toàn có thể đầu tư dài hạn à, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải bán khi mà nhận cổ thức xong đâu con này chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư dài hạn bởi vì trong thời điểm hiện tại là thời điểm mà dịch bệnh nó đang hoành hành ấy, thì những cái công ty về dược phẩm y tế thì nó đều có tiềm năng rất là tốt cái thứ hai nữa hồi nãy mình có chia sẻ là công ty này có sản xuất về vaccine viêm gan viêm gan A viêm gan B viêm gan C luôn là bây giờ các anh chị nhìn lên nhìn lên tay của mình đó tay tay trái của mình là sẽ có một cái dấu tiêm đúng không là cái 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 đó là mình tiêm vaccine viêm gan phải không ạ? đấy trẻ em ra đời là đã tiêm vaccine viêm gan rồi mà cái ước tính đi bây giờ mình ước tính một ngày có bao nhiêu trẻ em ở trên thế giới ra đời và phải tiêm cái loại vaccine này đó, và đó là chỉ riêng một cái vaccine về viêm gan thôi Còn rất là nhiều về những cái bệnh khác nữa Cũng như là cái thuốc điều trị Như mình nói là cái thuốc về Panadol Sử dụng rất là nhiều đúng không Đau đầu, nhức mỏi, đau răng gì đều Panadol hết đó, Rồi Thì um ở đây thì mình cũng có tính ra một cái bài toán đầu tư cho anh chị nào mà anh chị mới đầu tư á, Các anh chị dễ hình dung hơn, nhưng mà mình đầu tư thì mình sẽ có cái lợi nhuận như thế nào. thì mã cổ phiếu niêm yết của con này là GSK.2.UK được chưa? mã của anh thì sẽ là .UK, mã của mỹ là .US hoặc là mã của đức là .DE. Đó. rồi ngày chia cổ tức là ngày 18 tháng 11, mức chia là bước chia là 0,19 bảng cho một cổ phiếu và đổi ra thì nó rơi vào khoảng là 0,26 đô. Giá hiện tại ngày hôm nay ngày ngày hôm kết phiên hôm thứ 6 là 15,9. Hồi nãy mình chúng ta có xem là ngày là 15,83 đúng không? Thì nó cũng rơi vào 21 21 đô. Đó. Và cái tiềm năng tăng trưởng của con này từ ngày nay đến ngày chia cổ tức là tiềm năng tăng trưởng từ 1 đến 2 giá Đây các anh chị có thể xem cái biểu đồ này Trước phiên chia cổ tức thì thường nó có sức tăng trưởng từ 1 đến 2 giá Đây, Đấy. các anh chị thấy cái đà tăng trước ngày chia cổ tức không? Tăng rất là tốt đúng không? Và sau cổ tức cũng tăng Đấy. Thấy không ạ? Đó. Và lần này thì cũng ước tính là nó có thể tăng trưởng ít nhất là 1 đến 2 giá Thì đây, nếu như mà chúng ta đầu tư, các anh chị đầu tư về cái số vốn là 20.000 bảng thì nó rơi vào là 27.000 đô đó thì các anh chị có thể nắm giữ được tối thiểu là mình giao dịch được là 5.000 cổ phiếu và cái lợi nhuận từ cổ tức chắc chắn nhận vào ngày 18 là 950 bạc thì nó rơi vào là 1.300 được chưa rơi vào 1.300 đô và cái lợi nhuận tăng trưởng nếu như mà con này đạt được cái kỳ vọng tăng trưởng hai giá thì nó sẽ rơi vào là 13.000 đô và tổng lại là nó rơi vào là 15.000 đô khi mà mình đầu tư vào cái thương vụ này um có một anh chị một anh họ là thấy đợt này thì mấy công ty về dược được hưởng lợi quá trời à, đợt trước công ty pfizer chia cổ tức xong vẫn tăng kinh khủng rồi về pfizer pfizer thì ngày hôm nay hay cũng sẽ khuyến nghị về các anh chị đầu tư về pfizer luôn ha à, tuy nhiên thì để mình nói xong về gsk trước đó rồi gsk đây là cái mã đầu tiên mà hay khuyến nghị về anh chị nên đầu tư được chưa rồi cái mã thứ hai mã thứ hai mà các anh chị nên mua trong thời điểm hiện tại đó là Chun Sơn này Chun Sơn. Đây, chúng ta sẽ xem con này nhé. Chun Sơn này Chun Sơn, đây là cổ phiếu của Mỹ. Thì Johnson thì Johnson nó là một cái công ty dược phẩm và sản xuất những cái thiết bị y tế và đóng gói hàng hóa tiêu dùng của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1886 và nó cũng là một thành viên trong danh sách 500 công ty hàng đầu, được chưa? 500 công ty hàng đầu của Mỹ. Thì công ty này cũng rất là quen thuộc với người Việt Nam mình những cái sản phẩm phân phối chủ yếu ở cái thị trường Việt Nam như là uh, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho em bé này như là phấn rôm chân sơn BB rồi sữa tắm cho sơn BB hay nước hoa hay là tã bỉm gì đó rất là nhiều ở Việt Nam mình rất là nhiều sản phẩm của chuyên sơn không có lạ gì hết và công ty này thì uh, cũng có điều chế thành công vaccine covid 19 khá là hiệu quả hiệu quả của nó là lên đến là 66 phần trăm công ty này cũng tham gia vào điều chế vaccine luôn và vào ngày 22 tháng 11 sắp tới là nó sau gsk mấy hôm thì công ty này cũng sẽ chia cổ tức với mức là 1,06 đô một cổ phiếu cái tỷ suất lợi nhuận thì nó rơi vào khoảng là 12% từ cổ tức Đó. và à, nó trong năm nay thì cho sơn nó cũng được tăng trưởng rất là mạnh bởi vì trong năm ngoái thì cổ tức của con này nó chỉ có là 1.01 à, đô thôi. Năm nay nó đã tăng lên 1.06 rồi. Và chỉ khi khi và chỉ khi công ty họ làm ăn có lợi nhuận thì họ mới tăng mức cổ tức thôi. Còn nếu như mà không có lợi nhuận thì rất là ít khi họ tăng cổ tức, đúng không ạ? Đây, à, các anh chị có thể nhìn đỉnh dịch của con này nó bị thụt về giá là 110 và hiện tại nó đang là 165. Thì đây uh, chúng ta nhìn thấy cái tiềm năng sau sau khi mà biết rớt giá sau dịch vừa là sự phục hồi, vừa là uh, hưởng lợi khi mà điều chế những cái uh, điều chế thành công vắc xin Covid-19 hãy đóng góp một phần cho cái công cuộc uh, chống lại dịch bệnh Covid-19 ha. À, và tiềm năng của công ty này trong tương lai cũng rất là tốt. Đấy. Um, bởi vì nó là ngành về dược phẩm, dược phẩm y tế nên là những cái sản phẩm của nó thì bất kể là trong lúc nào cũng cần phải sử dụng hết ha. Đấy. và nhất là trong cái thời điểm hiện tại khi mà dịch bệnh đang hoành hành thì ở uh, những cái sản phẩm về vaccine của chuyên sơn chuyên sơn được cung cung cấp cho toàn thế giới này hoặc là những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe về y tế cũng rất là nhiều uh, và nó sẽ làm cho cái doanh thu của cái quý này nó tăng trưởng và kể cả là những quý sau nữa và kể cả là trong tương lai thì cái mã này anh chị cũng có thể uh, đầu tư trong ngắn hạn hoặc là dài hạn đều được được chưa ạ mình có thể đầu tư mình nhận cổ tức xong mình chốt lời hoặc là mình hoàn toàn có thể đầu tư nó với dài hạn Đấy, đó là cái mã thứ hai và cái mã thứ ba chia sẻ với các anh chị đó là cổ phiếu của Pfizer. Pfizer thì các anh chị nghe có quen không? các anh chị ở đây chắc là chúng ta đều đã chích vaccine hết rồi đúng không ít nhất là cũng một mũi rồi nếu mà anh chị ở thành phố thì chắc là ít nhất là cũng đã một mũi hoặc là đã hoàn thành hai mũi rồi thì pfizer nó chính là cái công ty uh, điều chế thành công ra cái vaccine có hiệu quả nhất hiện tại là hiệu quả lên đến 95% uh, trong cái việc kháng lại covid 19 thì công ty này là công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ có trụ sở ở tại New York và đây cũng là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới về doanh thu à, Pfizer thì nó phát triển và sản xuất các cái loại thuốc và vaccine trong một số những cái lĩnh vực của ngành y tế bao gồm cả miễn dịch ung thư, tim mạch, tiểu đường, nội tiết, thần kinh. Đấy, và các anh chị có thể nhìn thấy sau cái sự thắng lợi của uh, vắc xin Covid-19 này, tiềm năng tăng trưởng của nó từ cái đáy 27 lên tới mức đỉnh là 50, đúng không? Đó, đó là cái uh, kết quả mà nó đã đạt được sau khi mà nó đã thành công trong việc điều chế vaccine Covid-19. Um, và một cái lý do nữa mà các anh chị à đây các anh chị có thể xem xét là công ty này thì bây giờ chúng ta không phải đầu tư về cổ tức nữa bởi vì cổ tức quý trước là nó đã chia vào hôm ngày mùng 4 tháng 11 đầu tháng rồi. Đây này, các anh chị thấy không? Đây là ngày chia cổ tức và sau chia cổ tức thì tăng phi mã luôn. Bởi vì sao? Bởi vì sau ngày chia cổ tức thì công ty này có một cái thông báo nó đã điều chế thành công cái, uh, nó đang trong cái công cuộc điều chế thành công cái uh, thuốc điều trị. Đấy chứ ạ, vaccine là một chuyện rồi, bây giờ còn có thuốc điều trị nữa. Và các cái chuyên gia nhận định là nó, cái sản phẩm thuốc điều trị COVID-19 nó sẽ mang lại cái doanh thu 10 tỷ đô mỗi năm cho công ty này. À, tại sao chúng ta nên đầu tư? Helen chỉ chia sẻ thôi, đấy chứ ạ chia sẻ cho anh chị thôi đây các anh chị thử nhìn đây mình mình tính từ trước dịch đi cho nó công bằng nha mình tính từ trước dịch đi cho công bằng trước dịch công ty này có giá trị là 38 đô trên một cổ phiếu và cái đỉnh sau khi nó điều chế thành công vaccine COVID-19 nó đã lập đỉnh ở giá 50 là 38 lên 50 là tăng trưởng 12 giá đúng không 12 giá là khi nó đã điều chế thành công vaccine COVID-19 Thế thì bây giờ điều chế thành công thuốc chữa nữa thì các anh chị nghĩ nó tăng bao nhiêu? Các anh chị nghĩ nó tăng bao nhiêu? À, rồi, cái này mình chia sẻ thôi nha, còn à, các anh chị mua hay như thế nào đó là việc của anh chị, anh chị sẽ chủ động chủ động quyết định cái việc đầu tư của mình là có nên mua hay là không nên mua, mình chỉ chia sẻ vậy thôi, được chưa? Đó, rồi thì đó là những cái sản phẩm mà Helen khuyến nghị cho các anh chị đấy chưa thứ nhất đó là GSK chia cổ tức vào ngày 18 tháng 11 với mức là 0,19 đô à, 0,19 bảng cho một cổ phiếu là rơi vào 0,26 đô trên một cổ ha à, đây là công ty sản xuất ra những cái loại uh, dược phẩm và trong đó phải đặc biệt phải kể đến là, là panadol Đấy. cái thứ hai đó là johnson johnson chia cổ tức vào ngày uh, 22 tháng 11 với mức đó là 1,06 đô và cái thứ ba đó là pfizer với cái tiềm năng là điều chế thành công thuốc chữa à và cái này uh, Helen sẽ để cho các anh chị tự quyết định là mình có mua, có đầu tư hay không được chưa rồi ở đầu thì mình có chia sẻ về những cái uh, gói chương trình uh, những cái phần quà thì đây là cái chương trình ưu đãi mà sàn Deca gửi đến tất cả các anh chị à, khi anh chị mở cái tài khoản đầu tư với số vốn 000 nghìn thì uh, các anh chị sẽ được nhận bonus là 2.500, 10.000 thì nhận bonus là 5.000 và 25.000 thì nhận bonus là 15.000. Thì cái này các anh chị chụp lại màn hình giúp Helen để mình gửi cho những cái bạn chuyên viên ở bên sàn. Khi mà anh chị mở tài khoản giao dịch thì các anh chị sẽ được nhận cái mức bonus này nhé. Rồi, ở đây thì mình giao lưu thêm một xíu nữa đó là có một anh hỏi là à, vấn đề nạp tiền rút tiền có gì đảm bảo không và hiện tại đọc thông tin như sàn nạp được mà rút không được. Ừ, rồi ok. Để à, hồi nãy không biết là anh Hoàng Nam ở thời điểm ban đầu thì anh có vào tham dự lớp học không thì Helen có chia sẻ về cái cổng nạp rút tiền của ngân lượng đấy nha. Yeah. Đây chúng ta sẽ tìm hiểu về ngân lượng một xíu. Các anh chị à, có xem Sắc Tanh không? Sắc Tanh, chương trình Sắc Tanh Việt Nam thì các anh chị sẽ biết đến Sắc Hòa Bình à, à, đây Sao Hòa Bình chính là CEO của cái cổng ngân lượng .vn này. Cái cổng này mình, mình, anh chị thấy nó giống như là cái cổng Momo như cái một cái ví Momo hoặc là Viettel Pay các thứ đấy. Tuy nhiên thì nó có một cái ưu điểm đó là nó thanh toán được quốc tế, được chưa ạ? Nó sẽ là cái trung gian thanh toán quốc tế và nó được cấp phép bởi ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thì bây giờ anh chị đã làm việc với ngân hàng nhà nước Việt Nam rồi mà anh chị còn sợ thì chỉ có để tiền ở trong nhà thôi thì mới hết sợ chứ còn cũng không biết phải làm như thế nào nữa đúng không đấy bây giờ chúng ta đã làm việc với ngân hàng nhà nước việt nam rồi mà còn sợ thì um, mình cũng không biết phải như thế nào à ấy khi mà anh chị nạp tiền ở sàn dk các sàn khác thì mình không biết đấy chưa sàn mà các anh chị tìm hiểu mình không biết là sàn nào thì cũng khó thực ra là cũng có rất là nhiều sàn họ nạp chui họ nạp uh, vào tài khoản của một cá nhân hoặc là của một cái chủ thể nào đó được chưa? còn ở đây là đối với DCA thì các anh chị sẽ nạp qua cổng ngân lượng này để nó vào trực tiếp cái tài khoản MT4 khi mà anh chị tạo tài khoản ấy. Khi anh chị muốn đầu tư là anh chị phải tạo một tài khoản MT4. Đấy và cái tài khoản MT4 này sẽ đứng tên, sẽ mở dựa trên cái thông tin cá nhân của anh chị nha. Anh chị sẽ phải cung cấp à, họ tên này, ngày tháng năm sinh này, địa chỉ thường trú và nó sẽ trùng khớp với thông tin mở tài khoản ngân hàng của anh chị luôn. Đấy và khi mà mình nạp tiền thì mình sẽ nạp qua cái cổng này. Ha. và cái cổng này nó sẽ có nhiệm vụ là nó kiểm soát cái dòng tiền của anh chị, nếu nó là dòng tiền bẩn thì không bao giờ anh chị nạp được. Các anh chị có muốn nạp cũng không nạp được, được chưa? Còn bây giờ anh chị đã đầu tư và anh chị đã nạp qua ngân lượng rồi thì không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Ha, à, bây giờ mà mà một cái sàn nào đó mà bảo các anh chị nạp vào tên của một cái chủ thể là một cái cá nhân nào đó thì các anh chị hãng lo lắng, được chưa? Và thực tế là nên nên không nên tiếp tục thực hiện cái giao dịch đó. Đấy, và rút tiền cũng thế, rút tiền thì để rút tiền á các anh chị sẽ đăng nhập vào cái tài khoản DKJ của anh chị. Mình sẽ vào trong web DKJ. À. Đấy. Các anh chị thấy cái chữ đăng nhập ở đây không? Là mình sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình vào đây. Đấy chưa? Mình sẽ đăng nhập cái tài khoản vào đây. Và khi mà anh chị đăng nhập vào xong thì chúng ta sẽ vào cái tài khoản cá nhân của anh chị anh chị đặt cái lệnh rút tiền anh chị muốn đặt rút bao nhiêu thì rút tài khoản của mình có bao nhiêu muốn rút bao nhiêu thì rút và nó cũng sẽ rút về thông qua cái cổng ngân lượng này để nó trả về thẻ atm cho các anh chị à rồi à, có một anh hỏi là có nhiều sàn bắt ủy thác tài khoản à, không biết bên trade có không rồi à, hình thức ủy thác là như thế này mình giải thích rõ hơn về hình thức hình thức ủy thác đầu tư nha. Khi mà các anh chị uh, tham gia đầu tư ủy thác á, nghĩa là anh chị sẽ giao cái phần vốn của các anh chị cho một cái tổ chức hoặc là một cái cá nhân nào đó, họ sẽ nhận ủy thác Và uh, khi mà đã đánh ủy thác, khi mà đã đầu tư ủy thác thì không phải là các anh chị sẽ luôn luôn có lời đâu, mà lời bạn lời thì ăn mà lỗ thì chịu. À, khi mà đầu tư ủy thác thì là lời ăn lỗ chịu không có thực tế là không có bên nào họ cam kết lợi nhuận cho các anh chị đâu nếu mà có bên nào cam kết lợi nhuận thì các anh chị cũng nên xem xét tại vì helen đã làm trong thị trường này rất là lâu rồi à, còn đối với sàn dkj thì theo như helen tìm hiểu thì là không có nhận ủy thác à, các anh chị lên lên trên trang web đọc cũng có hình như là dkj thì không có nhận ủy thác hoặc các bạn chị có thể hỏi rõ hơn ở những cái bạn chuyên viên ở bên sàn còn uh, helen thì cũng không nắm rõ lắm về cái việc có nhận ủy thác hay không nhưng mà theo helen nhớ thì là không Rồi, có một anh hỏi là quan tâm đến kiến thức, kỹ năng trade. À, lớp này có phổ cập không? Ồ, oh, mình đã chia sẻ từ 8 giờ tối đến bây giờ. Không biết là anh Trần Đức Anh đã vào từ mấy giờ? Mình đã chia sẻ kiến thức về cái việc kiểm soát tâm lý giao dịch từ 8 giờ tối đến bây giờ. Đấy, thì nếu như mà anh Đức Anh không kịp, tham gia lớp học từ đầu thì chắc là uh, mình sẽ uh, trích lại cái video lớp học để các bạn gửi cho anh ha để anh học lại về cái uh, phương pháp quản trị tâm lý khi giao dịch ấy còn nếu như mà anh đã học rồi thì có thể là anh đang hiểu uh, hiểu hiểu sai nghĩa của cái lớp học này bất kể một cái lớp học nào đều là lớp học về kiến thức cả đúng không mình không có lên đây mình mình nói nhăng nói cuội mình đều chia sẻ kiến thức về đầu tư và tất cả những cái gì mình chia sẻ là mình uh, đã tích lũy trong rất là nhiều năm đầu tư và có cả những cái gọi là thất bại của mình để ngày hôm nay mình chia sẻ đến các anh chị và đó đều là những cái kiến thức rất là quý báu và hy vọng là các anh chị tham gia cái lớp học này thì anh chị có thể học được rồi à, à anh um, đã quan tâm đến học chạc và nến <laughs> rồi có thể là anh Đức anh không biết là anh mới tìm hiểu về thị trường này hay là đã tìm hiểu lâu nếu mà anh tìm hiểu lâu rồi ấy, thì anh sẽ biết đó là cái việc phân tích kỹ thuật đấy nó sẽ chỉ đúng 20 phần trăm trong bất kể mọi giao dịch mà thôi được chưa phần lớn mà tác động đến giao dịch đến chính sự chính xác của một giao dịch hay là để phân tích được một cái sản phẩm nào đó thì nó sẽ phụ thuộc 80 phần trăm phân tích cơ bản Bởi Vì phân tích cơ bản là anh chị sẽ phân tích vào tiềm năng của công ty này chúng ta phân tích cả một cả vĩ mô cả một cái thị trường tài chính thì chúng ta mới nhìn nhận được còn khi mà chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật ấy, là chúng ta chỉ nhìn thấy một cái điểm trong ngắn hạn thôi chứ chúng ta không thể đầu tư dài hạn được vì nó sẽ không đúng Đấy, khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật đó, nó sẽ không đúng với những cái chiến lược đầu tư dài hạn. Còn nếu như mà anh muốn đầu tư theo kiểu lướt sóng đó, thì chúng ta có thể học thêm trong những lớp tiếp theo. thì uh, có lẽ là hai lan cũng sẽ đề nghị với chơi tổ chức một cái lớp học nếu như mà anh có ý định muốn học một cái lớp học về uh, đọc biểu đồ hay là một đến gì đó nhưng mà mình cũng chia sẻ thực tế luôn là phân tích kỹ thuật thì nó sẽ không có cái giá trị đúng trong thời gian dài hạn thường thì nó chỉ ngắn trong khoảng một vài tiếng thôi ở đây là chúng ta đang đầu tư ở trên dựa trên cả một nền kinh tế đúng không chúng ta đầu tư vào một nền kinh tế của mỹ một nền kinh tế của châu âu hay là chúng ta đầu tư vào vàng chúng ta đầu tư vào forex là chúng ta đang đầu tư vào cả một nền kinh tế của một đất nước thì không thể nào mấy cái nến lên nến xuống mà chúng ta đoán được Nha. Nên là mình nghĩ là anh nên tập trung vào phân tích cơ bản nhiều hơn thì nó sẽ mang lại cái lợi nhuận cho anh tốt hơn. Rồi, ok, à, rất là cảm ơn anh vì đã theo dõi cái lớp học. Rồi, à, hiện tại bây giờ là đã 9 giờ rồi và lớp học của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đến đây là chúng ta đã hết cái nội dung. Đó, và cũng rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia lớp học này và Helen xin chúc cho tất cả những cái anh chị đã tham dự lớp học ngày hôm nay chúng ta có thêm được một phần kiến thức uh, quý báu cũng như là sẽ có uh, thêm một cái tâm lý vững vàng để chúng ta tham gia đầu tư và chúc cho anh chị đầu tư giành được những cái thắng lợi lớn ở trên thị trường đầu tư chứng khoán. Yeah. Uh, cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia lớp học và xin hẹn lại uh, hẹn gặp lại các anh chị trong những lớp học tiếp theo của Helen. Xin chào tất cả các anh chị.